Xét đại chiến crypto, hai ông lớn ra trận, châu Âu chính thức rơi vào suy thoái. Một tuần đầy chao đảo của toàn bộ thị trường. Chào mừng mọi người quay trở lại với 5 phút crypto. Chào đón tuần đầu tiên của tháng 6 với nhiều sự biến động. Cụ Bit tuần qua đã có một màn tàu lượn làm choáng váng cả thị trường. Từ 27.300, Bitcoin đã bay ngay 2.000 giá chỉ trong vòng vài giờ đồng hồ, không đợi anh em short thủ đóng lệnh. Chỉ trong ngày hôm sau, ngày 7 tháng 6, Bitcoin đã quay đầu, hiện tại đang đi trong vùng giá 26-27.000 đô. Tuy nhiên thì các đồng altcoin khác không được may mắn như cụ Bit. Trừ ETH ra thì tất cả các đồng altcoin khác đều có sự sụt giảm mạnh từ 10-20%. Các đồng coin hot cũng tiếp tục đâm mạnh tính từ số weekly tuần trước, đặc biệt là phải kể đến BNB. Vốn là dự giá rất tốt từ các chương trình từ Launchpad hay là Launchpool thì đã chạm đáy thấp nhất kể từ 6 tháng qua. Ngoài cái ảnh hưởng từ vụ kiện của SEC nhắm vào Binance US thì phát từ 200 triệu đô trên Venus đã ảnh hưởng xấu đến giá của BNB. Tuy nhiên, nếu anh em chịu khó 5 phút crypto trên Telegram thì sẽ không phải lo sợ về cái phát này nữa. Chỉ bao gồm hai bước đơn giản: click vào link để ở dưới phần mô tả để tham gia Telegram của 5 phút crypto, bật thông báo và tiếp tục công việc. Những tin tức hot nhất, nổi bật nhất của thị trường sẽ cập nhật liên tục, bạn sẽ không phải bỏ lỡ bất cứ sự kiện nào. Còn chần chờ gì nữa mà không tham gia ngay nhé. Sau đây là tin đến từ nhà tài trợ. Galactic Zone là một hệ sinh thái NFT được phát triển với mục tiêu tái định nghĩa NFT vào thị trường game. Dự án xoay quanh token GXZ và chủ sở hữu token này có thể tham gia rất nhiều hoạt động khác, bao gồm cả quản trị dự án và các hoạt động từ thiện trên toàn cầu. Hệ sinh thái Galactic Zone sẽ khởi động với Kappa Avian. Đây là dự án đầu tiên sử dụng SD NFT để tạo ra các nhân vật. Các SD NFT có thể được trao đổi giữa các trò chơi trong hệ sinh thái, mở ra cơ hội cho người chơi và nhà đầu tư. Dự án hiện tại đã mở bán token GXZ từ ngày 6 tháng 6 đến ngày 15 tháng 7 với giá khởi điểm 0,015 đô, giá pre-sale vòng 1, 2, 3 lần lượt là 0,025 đô, 0,03 đô và 0,035 đô trên một token. Dự án sẽ chính thức khởi chạy vào ngày 17 tháng 7 sau đó. Nếu bạn muốn tham gia trải nghiệm dự án nhưng không có đầu tư tiền, có một sự kiện Airdrop NFT đặc biệt giữa Galactic Zone và Tazon với phần thưởng là 30.000 token GXZ. Token này có thể được giao dịch ngay khi nó được niêm yết trên các sàn giao dịch như là PancakeSwap, SafeMoon và sàn SEC Probit Exchange. Đây chỉ là giai đoạn khởi đầu của dự án thôi và bạn có thể khám phá và tìm hiểu thêm thông tin để ở phần mô tả nhé. Tâm điểm chú ý của tuần và cũng là lý do khiến Bitcoin và BNB đâm mạnh chính là vụ kiện giữa SEC và hai sàn lớn nhất hiện nay, đó chính là Binance và Coinbase. Có rất nhiều cáo buộc được đưa ra từ phía SEC, bao gồm Binance US và Coinbase đã giao dịch một số đồng coin theo SEC là chứng khoán như là Son, ADA, Matic. Binance trộm tiền của người dùng và đem đi giao dịch thông qua hai công ty là MeritPick và Sigma Chain với số tiền lên đến 12 tỷ đô, cung cấp các dịch vụ staking mà không đăng ký với SEC. Sau những cái cáo buộc trên thì phía Binance và Coinbase đã đưa ra những thông tin đáp trả. Co-founder và cũng như là CEO của Coinbase, Brian Armstrong đã lên một bài tweet dài, có thể tóm gọn lại một số ý như sau. SEC đã xét duyệt hoạt động kinh doanh và cho phép Coinbase lên sàn chứng khoán vào năm 2021. SEC cáo buộc các token đang được giao dịch trên Coinbase là chứng khoán chưa đăng ký, nhưng khi Coinbase muốn đăng ký thì lại không được. SEC và CFTC đã có những tuyên bố trái ngược nhau, không thống nhất khiến quy định về crypto rất khó để tuân thủ. Trước đó thì Coinbase cũng đã kiện ngược lại SEC vì những cáo buộc vô căn cứ rồi hẹn nhau trước tòa. Còn về phần Binance, theo bài viết chính thức vào ngày 5 tháng 6, Binance phủ nhận mọi cáo buộc của SEC và sẽ giải quyết sự việc theo quy định của tòa án Hoa Kỳ. Binance cũng không quên lên tiếng về sự thiếu hợp tác và thiếu minh bạch của SEC về thị trường crypto. Anh CZ thì cũng đã thể hiện sự bất bình qua nhiều bài tweet ẩn ý như là: nếu bạn chọn chống lại tất cả mọi người, có thể chính bạn mới là người có lỗi, hay SEC đã không kiện FTX, sàn đã làm tổn thất hàng triệu đô la của người dùng và ảnh hưởng tiêu cực đến toàn bộ thị trường tiền điện tử. Nếu mà nhìn lại toàn cảnh sự việc, không chỉ Coinbase hay Binance mà là toàn bộ thị trường tiền điện tử đang trong cuộc chiến với SEC. Sự đoàn kết là cần thiết trong lúc này. Niềm tin về một thế giới phi tập trung chính là thứ đã gắn kết crypto từ những ngày đầu. Dù là một cá nhân hay tổ chức nào cũng sẽ không thể ngăn cản sự tiến bộ. Cầu chúc cho Coinbase và Binance sẽ chiến thắng trong cuộc chiến này. Stand with crypto. Nhưng mà ủng hộ là vậy thì chúng ta vẫn phải xem sức khỏe của các sàn hiện tại như thế nào đã. Sau khi phát từ SEC được công bố, lượng rút tiền ra từ các sàn đã giảm dần. Sau 7 ngày thì đã có hơn 1,7 tỷ đô được rút khỏi sàn Binance và 1 tỷ đô được đưa ra khỏi Coinbase. Rút kinh nghiệm sâu sắc từ vụ FTX, khi có biến thì nên đảm bảo an toàn cho tài sản của mình trước. Sàn giao dịch thì chỉ nên dùng để giao dịch mà thôi, còn để lưu trữ thì hãy dùng ví cá nhân. Quy tắc đầu tiên trên thị trường: không tin tưởng bất cứ một ai cả. Không có gì quá lớn để sụp đổ, kể cả Coinbase hay Binance.
Một con ngựa đau cả tàu gãy cánh. Mới tuần trước, 5 phút Crypto đã đưa tin là anh cả Đức đang bước vào suy thoái. Thì tuần này, chính thức cả châu Âu đã bước vào suy thoái nhẹ. GDP khu vực châu Âu đã giảm 0,1% trong quý 1, đánh dấu cho một giai đoạn khó khăn sắp tới của châu Âu. Sự ảnh hưởng kéo dài của cuộc chiến Ukraine và Nga cùng với lạm phát tăng vọt đã khiến người dân ở các khu vực này lâm vào khó khăn. Tuy vậy, thì các chuyên gia dự báo kinh tế châu Âu sẽ tăng trưởng lại trong quý 2 khi mà các chính phủ đang giảm sự hỗ trợ tài chính cho người dân. Ngó qua một chút ông hàng xóm của chúng ta nhé. Nền kinh tế Trung Quốc cũng không đạt được nhiều kỳ vọng từ khi mở cửa. Theo số liệu được công bố vào tháng 4, thị trường chứng khoán của Trung Quốc đang có dấu hiệu chững lại và sụt giảm. Theo kinh tế trưởng của ngân hàng đầu tư Nomura, ông Tinh Lu đã dự báo rằng Trung Quốc có thể sẽ rơi vào một đợt suy thoái kép, tức là suy thoái một lần nữa sau khi mà đã rơi vào một đợt suy thoái trước đó. Hầu hết mọi nơi trên thế giới đều đang trong trạng thái hậu Covid, không phải các chứng mắc trí nhớ hay là các tác dụng phụ, mà chính là sự ảnh hưởng của việc in tiền quá tay trong thời kỳ dịch bệnh. Sự ảnh hưởng sâu rộng này đã khiến chúng ta phải sống trong một thời kỳ suy thoái, ít nhất là cho đến hết năm nay. Đừng quên là vào ngày 14 tháng 6 này, Fed sẽ đưa ra quyết định là có tăng lãi suất một lần nữa hay không. Hiện đã có 27,5% dự báo là Fed sẽ tăng thêm 0,25% vào cuối tháng 6 này. Nếu điều này thật sự xảy ra thì rất có thể thị trường sẽ lại đổ máu tiếp. Anh em hãy cẩn thận để đưa ra quyết định mua bán ở thời điểm này nhé. Tuy nhiên thì như nhiều câu nói cửa miệng khi mà thị trường đâm mạnh, không mua thì lấy gì bán? Xanh bỏ đỏ mua hay là hãy tham lam khi người khác sợ hãi? Nếu bạn đã bỏ lỡ một đợt sóng mini uptrend vừa rồi, đây có thể là cơ hội để cho chúng ta tái cơ cấu danh mục và hoạch định lại chiến lược cho mùa tới. Theo quan sát của 5 phút Crypto, không tính Bitcoin hay là ETH thì tất cả các altcoin đã về vùng giá khi mà Bitcoin đạt 18.000 đến 20.000 đô. Vì vậy hãy phân bổ và lên kế hoạch hợp lý nhé. Lên thì có coin bán, xuống thì lại có tiền mua, nhưng mà hãy nhớ tuyệt đối không all in trong cái giai đoạn nhạy cảm như này. Cảm ơn các bạn rất nhiều đã xem đến phần này của video. Cuối cùng đừng quên những ưu đãi và group trading miễn phí ở phần bình luận nhé. Chúc các bạn có một đời sống tài chính bình an. Xin chào.